Sinh nhật bố là ngày mấy nhỉ? Sao nó lại hỏi sinh nhật từng người thế? Thằng bé giờ biết quan tâm người khác hơn rồi. Ui dồi ôi, có phải thằng tỷ đu nó quan tâm người khác đâu. Nó biết người ta hay đặt mật khẩu kẹt sắt là ngày sinh nhật nên hỏi để mở trộm kẹt sắt lấy tiền thôi mà. Bố ơi, bố cho con tiền nạp Free Fire được không ạ? Được, với điều kiện bài kiểm tra sắp tới của con chấm được 10 điểm. Vâng ạ. Ơ, có đèn đơn đồn này. Bố mày bảo bài kiểm tra của mày chấm được 10 điểm là được cô giáo chấm được 10 điểm cơ mà, chứ có phải là mày chấm 10 chấm trên bài kiểm tra đâu. 10 điểm, 10 điểm. Hôm nay Shopee siêu sale, toàn đồ đồng giá 11k. Con ở nhà tranh thủ mua nhiều vào nhé. Dễ ẹc con mà không làm được, bố cứ đuổi con đi. A few moments later. Sao rồi, mua được những gì rồi? Đồ đông mà giá 11k, con chỉ mua được mỗi cái bát đông này thôi. Ơ, có đèn đơn đồn này. Bố mẹ bảo đồ đông giá 11k là tất cả món hàng đều bán với giá 11k, chứ có bảo mày mua đồ bằng đồng với giá 11.000 đâu. Thế là bố có đèn giữ lời, đuổi có đèn ra khỏi nhà. Và cũng nhờ cái bát đồng đấy, nó đã kiếm cơm sống qua ngày. Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Nhìn kìa con yêu, sao băng đó. Wow, con ước trong chúng ta ai cũng đều có sao băng cho riêng mình để ước. Ừ, con thật tốt bụng. Đêm hôm đó, thằng nghịch tử này. Rồi ôi, đây là con khủng long hay là con khủng báo đấy? Sao nó lại báo đời nguyên cả dòng họ khủng long thế này? Nhiều vậy cô, 50.000. Dạ. Ngu, 5.000 bán không? Chốt. Rồi ôi, mẹ quả đúng là một chiến thần trả giá. Bà Hoàng chốt đơn từ 50.000 mà trả giá xuống còn 5.000 thôi kìa. Vợ chồng nhà do lại cãi nhau vô cùng nảy lửa. Vô lý, không logic, không lý lẽ. Thằng do bực mình quá nên nắm chặt tay lại. Ác quỷ trong đầu hiện ra sử dụng nó. Múc, múc luôn đi. Múc, để chồng múc bát chè. Vợ ăn hà hỏa. Rồi, ôi, tưởng đâu thằng do nghe lời của ác quỷ múc vợ là đánh vợ nó luôn chứ. Hóa ra chỉ là múc chè cho vợ nó ăn thôi à. Múc cho 3-4 phát thì lại im mồm ngay. Ăn một bát đầy thế cũng phải im được 5 phút. Tôi vừa đặt được iPhone 14 series ở Viettel Store, ưu đãi tới 3,5 triệu mà còn may mắn trúng voucher 14 củ nữa. Muốn mua cái gì bây giờ có thể đặt trước, đỡ khỏi chén chúc tranh giành mà còn được ưu đãi nữa, thích ha. Nghe thấy vậy, một ý tưởng lóe lên trong đầu của Bạch Cột Tin. Tôi đặt được sẵn lễ kết hôn ở đây. Từ nay, không ai giành ăn với tôi nhớ. Tôi cho phép anh tặng ưu đãi, dẫn tôi đi du lịch 6 ngày 6 đêm. Get go! Voi chín ngà, bà già chín vú. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.